Ta sang ví dụ 2. Ví dụ 2 được trích trong đề thi khối B năm 2008. Cho 9,12 gam hỗn hợp 3 oxit FeO F2O3 và F3O4 tác dụng với HCl dư, tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y. Khô cạn Y thu được 7,62 gam. Thu được 7,62 gam muối FeCl2 và M gam FeCl3. Giá trị của M là 9,75, phương án B là 8,75, phương án C là 7,8 và phương án D là 6,5. Một ví dụ về trường hợp quy đổi từ hỗn hợp gồm có 3 oxit sắt. Trong đề bài, trong bài tập này thì người ta không cho số mol của FeO bằng F2O3. Vì vậy cho nên là chúng ta quy F3O4 về hai chất này. Đấy, chúng ta thấy là do F3O4 này nó chính là bằng gì? FeO chấm ngậm F2O3. Đấy, người ta coi như là gì? Người ta coi như một phân tử oxit sắt từ bằng một phân tử oxit sắt 2 cộng với một oxit sắt 3, tức là coi như là một hỗn hợp. Khi đó thì chúng ta quy này, hỗn hợp 2-3 oxit F2O3 và F3O4. Hỗn hợp gồm 3 chất này, chúng ta đưa nó về hai chất thôi, đó là FeO và F2O3. Khối lượng thì không hề thay đổi, ở đây vẫn là 9,12 gam. Khi hòa tan trong dung dịch axit chlorhydric thì chúng ta thu được oxit sắt 2 thì thu được FeCl2. F2O3 thì thu được FeCl3. Đấy, khối lượng của chất này cho rồi là 7,62 gam. Còn đây là M. Đấy. Chúng ta dễ dàng tính được số mol của sắt 2 clorua thì tính được sắt 2 oxit và lấy tổng khối lượng trừ đi thì tính được khối lượng của sắt 3 oxit và từ đây suy ngược ra là M. Đó, suy ra M. Chúng ta có số mol của FeCl2 là bằng 0. Số mol của FeO này bằng số mol của FeCl2 này. Đấy. Và theo đề bài là bằng 7,62 này chia cho 127 là bằng 0,06. Suy ra số mol của F2O3 là bằng 9,12 này trừ đi 9,12 là khối lượng hỗn hợp chia cho 0, trừ đi 0,06 nhân với 72. 0,06 là số mol của FeO, 72 là phân tử khối của nó. Đấy. Là chúng ta tìm được khối lượng chia cho 160. Đấy. Chia cho M lớn thì chúng ta biết được số mol bằng 0,003. Đấy, 0,03. Theo định luật bảo toàn thì hai lần F2O3 sẽ bằng một lần FeCl3. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được ngay được FeCl3. Số mol của FeCl3 bằng hai lần số mol của F2O3. Như vậy là bằng 0,06. 2 x 0,03 là 0,06.
Từ đấy tìm được M bằng M bằng 0,06 nhân 162,5. 162,5. 162,5 là phân tử khối của sắt 3 clorua bằng 9,75 gam. Vì vậy đáp án là